Người vú nuôi của Hồng Loan xuất hiện kể chi tiết này, phía bên cô sáu réo Nguyên Vũ đưa bằng chứng ADN. Theo như những người trong cuộc chị Nghi hé lộ, vào khoảng tháng 11 này phiên tòa về tranh chấp tài sản giữa Hồng Loan và phía mẹ con cô sáu sẽ diễn ra. Điều đó đã làm cho khán giả ủng hộ mong chờ giây phút này nhất. Tài sản sẽ thuộc về ai, từ câu trả lời từ thẩm phán là quyết định cuối cùng. Không ai còn có thể nói ra nói vào được nữa. Bên cạnh đó, gần đây sự xuất hiện của vú nuôi của Hồng Loan trong trận đua nước rút sắp đến ngày ra tòa là điều khiến cho khán giả vô cùng bất ngờ. Vì người vú nuôi này được biết là người đã từng nuôi Hồng Loan lúc còn nhỏ, do đó những gì về đời tư của Hồng Loan, cô này nắm rất rõ. Và có một lần khán giả của cố nghệ sĩ Vũ Linh, khi được anh em YouTube hỏi trên mộ, thì vị khán giả thân thiết gia đình Hồng Loan cho rằng người vú nuôi là người nắm giữ nhiều bí mật nhất về thân thế Hồng Loan. Dạ, thôi nha. Chị chia sẻ thêm về bây giờ nếu như mà sự việc mà xảy ra đối với gia đình như vậy á, mà cộng đồng mạng mấy ngày qua mà trong một vài nước rất là quan tâm. Nói chung là rất là thương chị Hồng Loan luôn. Còn theo chị mà chị nghĩ gì sao việc mà bên kia là có hại chị Hồng Loan không? Hay là cái chị hại hay không thì chị không có biết. Nhưng mà nếu mà thấy Hồng Loan vậy thì mình cũng thấy thương. Hồng Loan một cái mẹ từ nhỏ nè, có mình ba, biết có mình ba, ngoài ba ra đâu biết ai đâu đó. Cái này muốn biết rõ Hồng Loan là chỉ có chị Oanh, tại bà vú nuôi của Hồng Loan. Chị Oanh đó mà xuất hiện là chỉ có chị Oanh đó. Nói chung là hiện tại bây giờ chị Hồng Loan là một người bí ẩn. Giống như bí ẩn gọi là gì này, không biết là con ruột hay là con nuôi, đúng không? Cái chuyện con ruột hay con nuôi không có quan trọng. Không, ý em đang nói chuyện còn cái chuyện tài sản là con ruột con nuôi không quan trọng. Đúng rồi đó. Còn em đang nói là con ruột con nuôi là cái chuyện bí ẩn là đi. Còn cái chuyện mà tài sản thì chắc chắn là con nuôi con ruột như nhau. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Còn cái chuyện con ruột hay con nuôi là chỉ có chị Oanh vú nuôi của bé Loan xác nhận. Nhưng mà chị Oanh có kể là mình chỉ hỏi là bé Loan này là con ruột hay con nuôi. Thì chị Oanh đó nói là con ruột. Chỉ có nghe chị Oanh nói như vậy thôi. Còn có bữa mà 49 ngày chị nghe mà cái trường hợp mà chị Hồng Phượng ngồi bữa lễ tang không chứ. Chị Hồng Phượng mà chị chia sẻ đó với chị Hồng Loan với Kim Nga là chứ khán giả là con nuôi là chắc chắn là con nuôi của cậu Năm. Đúng không? Có clip đó đúng không? Đúng. Chắc chắn là nhắn thẳng là con nuôi chứ không phải con. Nhưng mà mỗi lần đi coi hát á, ổng hát á, 5-9-10 mỗi lần xong cái tuần nào là cái đầu ổng ẩm bé Loan ra. Ổng giới thiệu nói à, đây là Hồng Loan, con của Linh. Ổng đi hát là ổng ơi ẩm theo lắm, cái ổng cái này con của Linh đó, ổng chỉ giới thiệu con của Linh vậy thôi đó. Nên nhiều khán giả cứ mỗi lần mà thấy bà chị Oanh á, bà vú nuôi, thì khán giả có hỏi thì chị Oanh đấy hỏi nha, Hồng Loan con anh vú Linh thiệt hả chị Oanh? Cái bà nói ừ đó, vậy đó bà chị ừ thôi, mà mình đâu có hỏi câu chuyện như thế nào đó. Giờ là muốn xác định rõ về hay chỉ có chị Oanh đó thôi. Tại bây giờ người nhà có thể thấy sự xuất hiện gần đây của người vú nuôi tên Oanh này tại buổi tiệc thôi nôi bé Bill chứng tỏ cô vô cùng thân thiết với gia đình Hồng Loan. Nhà báo Song Minh cũng đã đăng về sự kiện này như sau. Có duyên lắm mới được hội ngộ những người yêu thương như này. Người bồng móng từ bệnh viện về, má Tư Quốc Thanh, người vú nuôi của móng suốt thời tuổi thơ cô Oanh. Người hộ pháp cho móng trong suốt gần 2 năm qua, Hồng Ni. Có thể nói vú Oanh là người chăm sóc Hồng Loan từ lúc còn uống sữa bình, ở trong nhà nghệ sĩ Vũ Linh từ nhà Thủ Đức cho đến Đoàn Thị Điểm. Trải qua biết bao nhiêu là giai đoạn, cô sẽ chứng kiến được từng người sống cùng nghệ sĩ Vũ Linh như thế nào, tính tình em út của nghệ sĩ Vũ Linh ra sao. Cô là người biết hết, thậm chí tình cảm của nghệ sĩ Vũ Linh dành cho Hồng Loan như thế nào, có phải là con ruột của ông hay không, cô là người cuối cùng biết về điều đó. Và cho đến hôm nay, vì sao cô Oanh vẫn thân thiết với nhà Hồng Loan, mặc dù Loan đã mời hai mẹ con cô sáu ra khỏi nhà, chứng tỏ rằng cô cho rằng Hồng Loan đã làm đúng. Và cô ủng hộ, vú Oanh này không chỉ xuất hiện tại thôi nôi bé Biêu không, mà trước đó cô cũng có lần xuất hiện khi Hồng Loan lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu Quốc Thảo. Xung hợp là bữa hôm ngày hôm qua cũng có bà vú nuôi của Hồng Loan mà bà vú bỏ thuốc ngủ để đi mê cải lương đó. Mấy chục năm mới gặp lại. Thì má hay lắm nha, má vừa bước vô thấy cô đó vừa ngồi xuống, má nói với em má nè, hình như là gặp Oanh nè, bà vú nuôi nè. Rốt cuộc đứng sau ra ngồi kế bên, rồi ngồi kế lại tâm sự. Má mê cải lương lắm, mê lắm con ơi, nuôi Hồng Loan. Ngày hôm qua thì cũng nhắc lại câu này. Khi mà má bệnh trong bệnh viện á,
thì cổ mới vô. Ngày hôm qua cổ nói, cổ nhắc lại mà cái câu này má mới nghe thôi nha. Má nói đây là có cậu Năm làm chứng giám cho má. Má không có đặt điều. Nó ngồi vào sau lưng má mới nói âm thanh, biết không, em vô thăm má Năm trong bệnh viện Hồng Bàng á. Má Năm á, con về đi, về thăm vô đủ rồi, con về đi, để nhà đó hai mẹ con đen ăn hiếp con trắng. Ngày hôm qua má nói thì má thật sự má mới nghe thôi. Lần đầu tiên cô nói gì vậy? Má Tư vô tình gặp cô tại nơi đây. Và hãy nghe cuộc gặp gỡ này, vú nuôi đã nói gì với má Tư. Trong buổi tối diễn ra chương trình, má Tư cũng vội vã di chuyển cùng Hồng Loan vào lại bàn thờ tổ nghề, rồi má Tư cùng một người em đến ngồi để chờ diễn kịch. Điều bất ngờ có thêm một chút gì đó tâm linh, má Tư và người em đang ngồi, thì nhân viên sắp xếp ghế mới mời má Tư lui vào trong khoảng 3 đến 4 ghế ngồi nữa. Thì vô tình khi má Tư vô ngồi ở đây thì nhìn thấy một người rất quen, má Tư kêu lên có phải Oanh không? Thì bà nói có phải là anh Thanh. Hai người tay bắt mặt mừng, hai người nói chuyện với nhau. Trong câu chuyện, vú nuôi có kể cho má Tư nghe về cái ngày mẹ nghệ sĩ Vũ Linh nằm trong bệnh viện đã kêu cô Oanh này, mày về nhà để trông chừng con Hồng Loan đi, để mẹ con mèo đen ăn hiếp mèo trắng. Lúc đó bà vú nuôi cũng không hiểu chuyện gì, cho đến bây giờ bà mới nghiệm ra câu nói của mẹ nghệ sĩ Vũ Linh. Trong ngày hôm nay, có lẽ vì tò mò thấy cô gái mình đã từng chăm sóc sau 37 năm lại xuất hiện trên sân khấu, bà mới xuất hiện để xem con của người ơn diễn xuất như thế nào. Má Tư ngồi nói chuyện và xem diễn kịch một hồi, đến khoảng 9 giờ tối má Tư đã về sớm, vì má Tư mắc đi tiệc sinh nhật của một người bạn trước đó. Má Tư nói, thật tiếc quá không coi hết vở diễn của con, nhưng mà những vai trước má thấy Hồng Loan có tố chất là một nghệ sĩ, có lẽ bà Vũ Linh đã phù hộ cho con gái. Mặc dù từ trước đến giờ chưa bao giờ bước lên sân khấu biểu diễn, nếu như đóng phim thì chỉ là cảnh hậu trường thôi. Đằng này là diễn trên một sân khấu đứng trước mấy trăm khán giả, Hồng Loan vẫn diễn rất tự nhiên, má rất mừng cho con nó. Cho đến bây giờ chính người vú nuôi của Hồng Loan còn xác nhận, mẹ của nghệ sĩ Vũ Linh rất là thương Hồng Loan. Một số khán giả bình luận như, mình đến với drama này gần 2 năm qua cũng chỉ vì thật lòng thật tâm yêu quý Hồng Loan, người con gái duy nhất của idol mình. Nếu sau này cả thế giới có quay lưng với móm, thì mình vẫn nguyện yêu thương móm suốt đời không thay đổi. Mình yêu thương cậu Năm ra sao, thì mình yêu thương móm y như vậy. Mỗi khi thấy chị móm là mình lại liên tưởng đến cậu Năm, cũng phải nói rằng người đứng vững đấu tranh lẽ phải cũng là Hồng Ni. Và hỗ trợ nhất cũng là má Tư Quốc Thanh và cô Oanh. Mới có được ngày hôm nay mãi, mãi nhớ ba hình này. Nhìn Hồng Ni lúc này không phải người chị mà là người mẹ của móm luôn rồi. Thương yêu từng ly từng tí luôn mọi người ạ. Tôi thì khác, đến với drama từ đầu và xuyên suốt, không quay xe, không phải vì yêu thương Hồng Loan, mà vì ủng hộ điều chính nghĩa. Một đứa con có đầy đủ giấy tờ hợp pháp mà hưởng thừa kế của cha vẫn bị thư kiện và bị bọn xấu xa lập băng, bè đảng, chửi con nhỏ 24/24 không ngơi nghỉ, trong khi từng cá nhân trong cái băng đảng đó còn thúi tha hơn con nhỏ gấp nhiều lần. Trong drama xuất hiện một Minh Thái, như nữ tướng, một dạng Lục Vân Tiên, thấy việc bất bình chẳng tha, cô này mới xứng đáng cho người ta ngưỡng mộ, còn đám thúi hơn, kia, chỉ được cái nói bậy và vu khống mà thôi, không trình độ, học thức èo uột, không biết nhận định đâu đúng, đâu sai. Ngoài ra trong thời điểm này phía bên đối lập bên phía cô xấu như Kim Ngân, Huấn Bình Dương, Đức Long, vân vân thì ngày đêm réo gọi ca sĩ Nguyên Vũ và chị Ni, bác sĩ Long phải trưng bằng chứng ADN của Hồng Loan ra, thì họ mới tin Hồng Loan là con ruột, còn không thì họ cứ ngày ba bận sẽ gọi riết Nguyên Vũ cho đến ngày xử vụ kiện mới thôi. Nguyên nhân vụ việc này bắt nguồn vào một năm trước, Nguyên Vũ và chị Ni đã đứng trước ngay chỗ phòng xét nghiệm huyết thống ADN và Nguyên Vũ viết như sau. Việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm, từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùng Bùng, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa, thì Vũ không thể không lên tiếng, muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Và gần đây nhất, khi phía đối lập đòi anh phải chứng minh ADN của Hồng Loan, anh cũng đã viết như sau. Xin trả lời về tin mà trước đây Vũ có đăng trên status là Vũ có đi tới nơi cùng Ni, người đại diện của Hồng Loan con cố nghệ sĩ Vũ Linh, để tìm hiểu về quy trình xét nghiệm ADN. Kết quả được bảo mật và chỉ người liên quan trực tiếp biết, Hồng Loan và cố nghệ sĩ, Vũ không được phép nói hay phát biểu gì về kết quả.
khi chưa được sự cho phép, vì pháp luật bảo vệ quyền riêng tư. Mọi sự xâm phạm về đời tư sẽ bị kiện và bị xử lý. Trân trọng. Cho đến thời điểm này, phía đối lập cứ mong chờ nguyên vũ công khai ADN của Hồng Loan ra. Nhưng mà có lẽ chỉ là mơ thôi, vì vụ tranh chấp này không liên quan gì đến ADN con ruột cả. Vì Hồng Loan đã có giấy tờ hợp pháp, con nuôi, con ruột cô đều hưởng hết. Trừ khi nào vụ kiện này xong xuôi, sau đó cô và gia đình sẽ trưng ra ADN, lúc đó vẫn còn chưa muộn mà. Như mới đây vú nuôi của Hồng Loan xuất hiện cũng đã từng kể cho má Tư nghe về mẹ ruột của nghệ sĩ Vũ Linh cưng Hồng Loan như thế nào. Cháu ruột của bà nên khi bị bệnh trong bệnh viện rồi, vẫn kêu bà vú nuôi này về nhà trông chừng, sợ mẹ con mèo đen ăn hiếp mèo trắng là đủ hiểu rồi. Và khán giả hãy chờ đi, phim hay vẫn còn ở phía trước.